ban thờ mà các bạn đang nhìn thấy phía sau của ta đây thì có giá trị bằng một chiếc ô tô các bạn. Đây là có cả một cái con công ở trên đây này các bạn này. Đó, đẹp lắm. Đến đây nhìn thôi đã thấy mê rồi. Đây. Em xem ấy, ở Ý đâu mấy thứ đấy, cái dòng này đúng không? Anh Pháp là cái dòng có cái trên các cái ấy, cái trang trí rất là nhiều. Ồ, mấy cái hoa văn này là mình cũng làm bằng tay luôn á. Wow. Hey, xin chào các bạn. Và ta đang là đi trên một cái con đường D và đây là D sông Hồng. Và con đường D này sẽ đưa chúng ta đến với làng gốm Bát Tràng. Và hôm nay thì bà ta đi cùng với một vị khách mời rất là đặc biệt, mới gần 3 tuổi thôi. Đó là cậu nhóc Jason của mình. Và hôm nay thì hai ba con mình sẽ đi khám phá làng gốm Bát Tràng. Ok, cùng đi với bà ta và cậu nhóc Jason nhé các bạn. Let's go. Cũng rất lâu rồi bà ta không đi trên cái con đường D này. Và hôm nay đi lại trên con đường D để đi về bà Bát Tràng thì bà ta thấy có một sự thay đổi quá trời lớn luôn. Đó là nếu trước đây mà bà ta đi trên đây và nhìn ở hai bên đó các bạn thì toàn là cánh đồng thôi. Nhưng hôm nay thì đi vào đây thì thấy rằng là ôi sao mà nó nhộn nhịp thế này các bạn ạ. Và toàn là nhà phố rồi nhà cửa thôi. Quá trời nhà với và có cả những cái tòa cao ốc đang xây nữa kìa các bạn kìa. Đó, và hai bên thì bây giờ nhà cửa mọc san sát nhau rồi. Và từ đây ấy, cái con đường mà đi đến xã đi đến với làng gốm Bát Tràng thì cũng rất là dễ nha các bạn. Nếu đi từ nội thành Hà Nội ấy, thì các bạn sẽ đi qua cầu Thanh Trì và đến phía đến chân cầu Thanh Trì ở bên phía bên này thì tức là bên phía của quận Long Biên á, thì các bạn sẽ quẹo phải để đi xuống đường D và đi khoảng 3 km thì đến với làng gốm Bát Tràng luôn. Và đây ở chỗ mà chúng ta đang là ở có mặt đây chính là làng gốm Bát Tràng rồi. Thì bây giờ bà ta sẽ xem đến cái cổng luôn, đến cái nơi mà gọi là cái làng gốm cổ ấy các bạn. Đó, đây là có một cái bãi đỗ xe tham quan làng gốm xứ Bát Tràng, nhưng mà không biết là có chỗ không. Đây, đi vào trong đây coi. Hiện tại thì bà ta đang là đi ở đây thì đã thấy có những cái cửa hàng bán gốm xứ rồi các bạn ạ. Đó, du lịch Bát Tràng, điểm đến của thủ đô. Đúng là đến với làng gốm đây rồi. Đây này các bạn. Wow, đẹp thế nhờ. Ôi ôi, cái gì mà đẹp thế này. Nghệ nhân Nguyễn Văn Hóa. Ôi, gốm xứ Bát Tràng này. Bây giờ phải để tìm chỗ đỗ xe các bạn ạ, để mà chúng ta đi xuống đây đi khám phá chứ. Đây có đường đi vào này. Đó, ta sẽ đi vào đây. Gia tộc Việt này. Wow, đây đúng là làng gốm ở đây rồi. Wow, đẹp thế nhờ. Gốm tâm linh này, nghệ nhân Trần Độ này, Bát Tràng Family tâm linh Việt này. Đó, rồi gốm tâm linh Bảo Quang này. Ôi nhiều thế này cơ. Wow, đẹp thế ta. Cha cha. Ở đây có một cái ngõ, nó gọi là ngõ gốm nữa các bạn. Ngõ tên là ngõ gốm. Chà, quá trời luôn. Gốm xứ Tiến Bình này. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ lạc vào trong của thế giới gốm. Bây giờ thì bà ta đã đến với làng gốm Bát Tràng rồi. Và để tiện cho cái việc đi tham quan và khám phá làng gốm Bát Tràng thì bà ta đã để xe ngoài đây. Và các bạn đến đây là có các cái bãi giữ xe để cho chúng ta vào nhé. Bởi vì bà ta đi một vòng thì thấy rằng là cái khu vực ở phía trong này này các bạn này, thì nó là những cái con đường rất là bé, đi ô tô nó sẽ không thuận tiện cho lắm.
Hôm nay thì mình sẽ đưa cậu nhóc trên sân nhà mình đi đến làng gốm Bát Tràng. Trên sân, con chào mọi người đi con. Hello. Ok. Bây giờ thì hãy cùng với ba con mình nhé, hai cha con mình đi vào trong làng gốm Bát Tràng. Wow, vào trong làng gốm Bát Tràng là đập vào mắt mình đó là những cái cửa hàng gốm. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Nhìn cả thấy mê luôn. Ở đây có gốm gia tộc Việt nữa này. Đây, tập đoàn Quà Quý Việt Nam. Đấy, làm gốm mà xây được cả thành một tập đoàn luôn đó các bạn. Đó. Và các bạn thấy ghê gớm rồi không? Rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong khu vực này. Ở đây ấy, thì bà ta đang nhìn thấy rằng là ở đây ấy, là ghi biển là Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Như vậy ấy, ở trên cái khúc mà cái con đường ở phía trên đê ấy, nó ghi là địa phận của Hưng Yên đấy các bạn, thì có lẽ là ở bên phía bên kia đê. Còn ở đây thì vẫn là như bà ta đang thấy là ở đây vẫn là của Hà Nội nha các bạn. Tại vì ở đây vẫn ghi là Gia Lâm, Hà Nội này. Đây là một cửa hàng gốm nhỏ. Này, một cửa hàng gốm nhỏ. Đấy. Ở đây có một cái cửa hàng rất là lớn luôn. Là đây là một cửa hàng gốm khác này, nhìn đẹp ha. Nhìn đẹp thiệt đấy. Đấy. À, đây là một cái cửa hàng gốm cao cấp, chắc có lẽ đây là gốm cao cấp này. À. Và kia, ôi nhìn đẹp quá các bạn ơi. Vào xem đi. Ồ, các bạn ơi, mình đang lạc vào trong một cái thế giới của gốm luôn. Con nhìn thấy, ôi bình đẹp quá. Rồi, đẹp không? Con thích cái nào? Ôi đẹp quá ha. Ừ, đúng rồi. Này. Đây là một kệ trưng bày các sản phẩm gốm với rất nhiều hoa văn luôn. Nè, mình thấy phê quá. Nhìn thấy đẹp thiệt á. Những chiếc bình này, rồi những ly, cái cốc, rồi bộ ấm chén. Bên này. Để xem bên này nào. Nè. Ôi ôi đẹp quá. Đẹp nhờ. Ở đây có những cái sản phẩm là cái đồ gia dụng đó các bạn. Đó, bát này, bát chén này. Và bà ta thấy là được làm rất là đẹp. Và giá cũng không có đắt đâu. Nếu ví dụ cái đĩa này, nó vuông cắt này. 180, nhìn phê luôn. Đẹp quá. Đấy, rất đẹp các bạn ạ. Đó, xưởng sản xuất và trưng bày ở đây luôn. Đây các bạn này. Nào con có thích không? Đây. Rồi, xem nào. Ta con thích cái gì nào? Con thích cái gì? Rồi, con thích cái bình này, mấy cái bình này đẹp không? Cái bình nó có cái gì? Nó có con chim này, đúng không? Đó, đi. Nào, con chim này người ta vẽ lên nó. Này. Đúng rồi. Đúng rồi, rất là đẹp.
Và đây là mình rất là ấn tượng với cái kệ của những chiếc bình này này các bạn này, nhìn rất là đẹp, nhìn đã con mắt luôn ha. Rồi trong kia còn có, ở đây mình quan sát là cái cửa hàng này là có bán cả những cái đồ để trang trí nữa, có những cái bình cắm hoa này. Đó. Nhìn rất là đẹp. Đúng là đến với làng gốm Bát Tràng thì một cửa hàng thôi là đã đầy đủ mọi cái đồ rồi. Đó. Bây giờ thì cậu trên sân nhà mình đang dẫn mình đi nè. Đó, bây giờ cậu đang khám phá. Rồi. Rồi. Xong chưa? Bây giờ mình đi tiếp nhé. Mình đi tiếp nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, chào chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua một số cái cửa hàng khác nha. Ở trong đây thì bà ta đang nhìn thấy một số cái sản phẩm. Đây là gốm Đức Tân. Gốm Đức Tân, Trần Độ, rồi gốm Bảo Quang. Con thích đi cái nào? Đi gì? Thôi mình đi bộ đi con nhá, mình đi bộ đi nhá. Ở trong đây bà ta đang thấy là gốm đẹp lắm. Gốm Trần Độ này. Đấy. Các sản phẩm đẹp quá các bạn. Con thích đi cái gì? Thích trẻ con này các bạn, thích đi xe này. Thôi không được con. Đi, mình đi vô trong đây. Đi vô trong đây. Ôi, trong đây có những cái gốm sứ nhìn đẹp mắt quá. Rồi, bây giờ thì bà ta đang vào trong cái cửa hàng gốm. Một cửa hàng gốm rất là lớn và rất là đẹp. Vô đây choáng ngợp luôn. Ôi trời, cái bộ đồ thờ kìa. Nè. Rồi, đi qua chỗ này. Các bạn đến đây xem, chúng ta sẽ phải đi qua đây. Xem cái bộ đồ thờ này các bạn ơi. Wow. Mê luôn. Này các bạn này. Đây. Này, một bộ đồ thờ quá trời. Ở đây có hai cái gọi là cái này gọi là cái gì? Đó, nhưng mà trên kia bà ta đang thấy có ba cái lư hương. Các bạn coi kìa, đẹp không? Wow, đẹp thế nhỉ. Không biết là bộ đồ thờ này thì trị giá là như thế nào. Lát nữa bà ta sẽ hỏi xem bộ đồ thờ này trị giá bao nhiêu nhé. Bên đây là trưng bày một loạt những cái bộ đồ thờ rất là đẹp ở đây. Wow, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Đây là những cái con trâu. À, những con trâu à, con thích hả? Ê, hết rồi tiền. Rồi, cứ để cho nó ở đấy nhá. Đó. Dường như là cửa hàng gốm này, cơ sở này các bạn sản xuất những sản phẩm rất là cao cấp á. Người ta nhìn thấy rất là đẹp. Có những chiếc bình này. Ôi ôi đẹp quá. Trong kia bà ta đang nhìn thấy có một cái bộ sản phẩm ở ngay chính giữa. Ngay chính giữa luôn. Đây. Và ngay đây thì ngay chính giữa này, bà ta đang nhìn thấy có một cái bộ ban thờ các bạn ạ. Và trên đấy có ghi là Ẩm Hà Tư Nguyên. Và bộ ban thờ này được kìa các bạn kìa, ở đây có một cái xác lập kỷ lục, như là xác lập kỷ lục Việt Nam. Đó, bộ đồ thờ men rạn cổ có cặp lục bình công đào cao nhất Việt Nam, cao đến 2,2 mét. À, đây là người ta gọi đây là cái cặp lục bình các bạn ạ. Đó, và cặp lục bình này có một cái con công. Con công này nó giống như được mạ vàng sao ấy các bạn, đúng không? Đây này, đấy. Đó,
Trời ơi đẹp dã man luôn và rất là tinh xảo các bạn ạ. Và cặp lục bình này cao đến 2,2 mét luôn. Wow, dã man luôn, quá đẹp. Nhìn thấy mê luôn đây. Bây giờ sẽ mình sẽ quay từ dưới lên trên cho mọi người cùng xem, cùng chiêm ngưỡng nha. Đó, đẹp quá ha. Chà, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem toàn bộ cái bộ ban thờ này. Có cái cặp lục bình quá đẹp. Phải quay ra xa một chút xíu nữa thì mới nhìn thấy cả cái cặp lục bình này. Đó các bạn, đây là cái bộ ban thờ mà được xác lập kỷ lục của Việt Nam đó các bạn. Bà ta vừa đi hỏi thông tin của một bạn bán bạc quản lý ở đây thì được biết là cái bộ mà lư hương các bạn, không phải lư hương mà cái bộ mà ban thờ mà các bạn đang nhìn thấy phía sau của bà ta đây thì có giá trị bằng một chiếc ô tô các bạn, cũng xứng đáng với cái giá đó thôi. Bà ta cảm thấy được chạm trổ rồi là điêu khắc rất là tinh xảo các bạn, với những cái hoa văn. Đây là có cả một cái con công ở trên đây này các bạn này. Đó, đẹp lắm. Đến đây nhìn thôi đã thấy mê rồi. Và chỉ có chia sẻ là cái này là được gọi là dát vàng, tức là dát cái vàng miếng á. Đó. Thì các bạn hay nghe nói cái thuật ngữ là sơn son thép vàng á, thì đây có lẽ là được thép một cái lớp vàng mỏng ở trên đó. Nào các bạn, và nhìn rất là đẹp ha các bạn. Còn đây là sơn này, đây là sơn màu vàng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là sơn màu vàng. Còn được thép vàng thì nó sẽ khác ha, nó sẽ khác. Đây là các bạn có thể nhìn thấy không? Đó, đây. Nó sẽ khác. Sơn vàng và thép vàng thì hai cái nó khác nhau, và khi mà thép vàng thì sẽ tạo cái độ ánh kim trên đó. Và trông cái sản phẩm nó ánh lên đó các bạn, và trông nó đẳng cấp hơn rất là nhiều ha các bạn. Đương nhiên rồi, bởi vì nó là mạ một cái lớp vàng trên đó mà. Rồi bây giờ thì chúng ta vừa đi đến một cái cửa hàng về tâm linh, về đồ thờ là gốm, và ở đây có rất nhiều cái sản phẩm đẹp và cao cấp ở đây, rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái địa điểm tiếp theo ở tại làng gỗ Bát Tràng. Và vừa rồi thì Pota ở tại cửa hàng gốm Bảo Quang. Đây, làng gỗ Bảo Quang là một cái cửa hàng gốm chuyên về đồ thờ, trong đó có cái ban thờ với những cái sản phẩm và được xác lập cái kỷ lục của Việt Nam, có hai cái gọi là gì, lục bình nhé các bạn, là hai giống như hai cái bình lớn á. Đó, ở hai bên và cao nhất và được chạm khắc tinh xảo. Nó cao đến 2,2 mét lận. Đây là một số cái cửa hàng gốm nhỏ và những cái gốm hiện đại hơn. Thắng Lan, gốm Thắng Lan mang tính chất cổ truyền màu xanh màu trắng. Những cái này bà ta gặp rất là nhiều. Con muốn ngồi lên đây à? Con ngồi đi, ba cho ngồi. Đấy, ngồi chưa? Rồi. Rồi, con thích chưa? Ngồi xong chưa? Đây, ngồi đi, ba chụp cho tấm hình nhá. À, con thích ngồi chụp hình với cửa hàng gốm à? Rồi, thôi bây giờ mình xuống nhá. Tại vì đây không phải là chỗ ngồi nhá. Đây là chỗ để mà kê các cái sản phẩm đấy con nhá. Đây, đây cửa hàng gốm này, đẹp quá. Ở trong này có rất nhiều cái cửa hàng ở đây. Một số cửa hàng thì trưng bày cả những cái sản phẩm ở phía ngoài như thế này.
Đây. Ở đây cũng có những cái lục bình rất là cao này, nhưng vẫn chưa phải là cao 2m2 như ở bên kia, nhưng cũng rất đẹp. Còn đây là một cửa hàng bán tranh, tranh gốm sứ. Hay quá nhở. Để xem nào. Tranh gốm sứ, tranh bằng gốm á. Đây là tranh. Để xem nào. Đây là một cái cửa hàng tranh gốm sứ Hà Chuyên. Tranh này làm bằng gốm á chị? Tất cả cái này luôn. Tôi hỏi chị. Dạ vâng, tôi hỏi chị chủ cửa hàng, chị nói đây là tranh làm bằng gốm này. Bây giờ ba con mình sẽ xem cái này cái nhá. Tôi thấy có một cái tấm đang để dưới đất như này là về Hà Nội này. Bằng gốm đó các bạn ạ. Cầu kỳ nhỉ, cái này mình làm bằng tay bằng khuôn nhỉ? À thế à? Chị có thể giới thiệu em chút được không? Em thấy hay. Em là YouTuber ấy. Thì em cũng muốn giới thiệu với mọi người ấy. Em cũng hay đi nhiều nơi để giới thiệu mọi người ấy. Chị có thể giới thiệu cho mọi người về cái sản phẩm của chị được không? Sản phẩm tranh gốm này nó là của nghệ nhân Phạm Văn Hà. Nhân Phạm Văn Hà. Vâng. Anh này thì anh ấy là người đầu tiên, một trong số những người đầu tiên sáng lập ra cái dòng tranh gốm này. Tức là làm tranh gốm này. Đúng rồi. Nhìn vào những bức tranh này em ấy, ban đầu em có tưởng đây là tranh gọi là gì nhỉ? Sơn dầu. Bằng ngay đây là gốm này. Gốm mà làm như này hay quá ha. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình vẫn phải sơn chứ đúng không ạ? Không sơn ạ, đây là vẽ bằng màu men xong cho vào nung. Vẽ bằng màu men. Như vậy thì cái này nó sẽ giữ được rất là lâu. Đúng rồi, nhờ. Trong đây có cả cái chữ. Tất cả các kiểu, nếu mà anh muốn làm, khách hàng mà muốn làm cái gì đó thì cả cái hình của mình cũng được luôn. Vâng, đúng rồi, tất cả làm theo nhu cầu của khách, chỉ cần có mẫu là làm thôi. Hay nhờ. Hay quá chị ạ. Dạ vâng. Bây giờ mình sẽ vào trong này. Xin lỗi chị tên gì nhờ? Em tên là Nhu. Chị Nhu. Vâng. Em còn nhỏ tuổi đấy chị ạ. Em năm nay có 37 tuổi thôi. Wow, tôi vào đây là một cái thế giới những cái bức tranh các bạn ạ. Hoàn toàn làm bằng gốm. Cái dòng men này là men cổ. Men cổ. Làm rất là khó. Nó là cái đặc trưng của làng gốm đúng không chị? Không, không phải làng gốm. Không có nhiều người làm được cái dòng men này đâu. Thế à? Tức là cũng chỉ có một số ít người làm được cái dòng men như thế này thôi. Cái sản phẩm này là nó độc, chỉ có mỗi một cái hàng. Vâng. Cái này nhưng mà cái này cũng đâu có đắt lắm đâu nhỉ? Không đắt. Vâng. Em thấy cũng rất là giá cũng giá hợp lý chứ. Giá hợp lý đấy chứ. Rất là đẹp, những cái bình cắm hoa đúng không chị? Bình này cắm hoa nhỉ? Đẹp quá. Có vẻ nó hơi bị ngược tối, nó ngược sáng tí. Vâng. Nếu mà anh mà làm cảm ơn chị. Hôm nào mà có điều kiện thì xuống em dẫn xuống em. Thế à? Hay quá. Hôm nay em đi tham quan làng gốm mình mới đưa cháu nó đi tìm hiểu để nó biết dần đi. Cho lên trên kia trải nghiệm làng gốm đi. Nó biết dần đi. Đấy. Ôi bức tranh này bằng gốm luôn. Tất cả đều bằng gốm hết ạ. Úi trời ơi. Nó có nhiều loại tranh. Nếu mà không được chị giới thiệu thì tôi cứ nghĩ đây là tranh gọi là tranh gì các bạn biết không? Tranh vẽ này. Tức là tranh sơn dầu á. Nhưng mà đây là tranh bằng gốm nha các bạn. Đến đây thì tôi đã vừa bất ngờ với một cái ban thờ rất là đẹp, có kỷ lục được gọi là được xác lập kỷ lục rồi. Và đến đây tôi còn bất ngờ hơn nữa ha. Ngạc nhiên với những bức tranh là bức tranh làm từ gốm. Ở trong cái nhà mình ấy thì cái bức bộ nào là cái bộ mà đắt nhất thì mà khó nhất gọi là cái này đây là chỉ những sản phẩm nó là đắt nhất là cái bộ này nhưng mà nó theo một số do mình đăng nữa. Nếu mà anh thích thì chút xíu nữa em dẫn xuống cái xưởng nghe em. Vâng. Anh cứ đi trải nghiệm một vòng. Vâng. Đi xong rồi em dẫn xuống cái xưởng thì anh sẽ thấy những dòng tranh khác nhau của nhà em là nhà mình làm. Nhà làm luôn. Thực tiết nhà làm luôn. Thông thường ví dụ như những cái bộ như thế này thì giá trị nó là khoảng bao nhiêu? Vài triệu đấy. Nhưng mà nó theo tùy khách hàng họ đặt theo như thế nào. Cái này tóm lại đây là đặt theo yêu cầu. Còn cái sáng tác thì chắc nó phải đắt hơn chứ đúng không chị?
sáng tác thì nó cũng giá nó cũng bình dân thôi, những cái hàng này cũng dễ dùng. Vâng. Như thế này em thấy này, cái này cũng rẻ chứ đâu có đắt đâu. Đúng rồi. Đây các bạn này, những bức tranh như này rẻ ghê luôn này, có mấy trăm nghìn. Mà làm cái này cũng kỳ công hết chị ạ. Đúng rồi, làm rất lâu. Như là chị vừa nói là sẽ những cái này là bằng gì? Men hết. Đúng. Đây là men. Làm bằng đất. Bằng đất. Sau đó là men. Làm đất này xong rồi bằng làm màu. Làm màu. Vẽ lên xong rồi bắt đầu cho vào làm men xong và, rồi nung. Và nung. Như vậy thì cái chỗ này gần như là nó sẽ không bị phai nữa chị ạ. Không à? Bao giờ thì phai, đời này qua đời khác sẽ không bao giờ phai. Wow, hay quá. Đó. Cái hay của cái tranh gốm là ở chỗ đó. Tranh gốm thì có thể là chúng ta phải bảo quản bởi vì nó có thể nó sẽ dễ vỡ. Đúng không chị? Nhưng mà ngược lại thì cái màu sắc thì nó lại rất là tươi, nó khác với cái tranh vẽ. Tranh vẽ thì qua vỡ thì là nó thua thì thua. Còn nếu mà người ta thích thì cái dòng tranh này có thể dán tường, là tranh dán tường. Dán tường luôn. Dán vào tường luôn, có nghĩa là sẽ làm tranh ghép mạch. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi cùng với chị Nhu, chúng ta sẽ đi đến thăm gọi là gì chị? Xưởng gốm. Làng chuyên. Làng gốm cổ Kim Lam. À Kim Lan. Kim Lan. Ồ, đến đây thì Tuấn Anh à. Vâng. Đến đây thì đã thấy các cái chậu với các cái bình gốm này. Đây là bây giờ thì bà ta sẽ đi vào làng gốm cổ Kim Lan. Một cái cổng rất là đẹp, một cổng làng quá đẹp đi. Đúng là vào cái làng gốm có khác, thấy toàn là bình với gốm được kìa, đây luôn này. Đấy, xong rẽ phải tiếp. Chà. Vậy đây gọi là thủ phủ sản xuất đúng không chị? Đúng rồi. Đây là chuyên môn sản xuất đấy. Vâng. Hôm nay được chị Nhu dẫn đi tham quan. Chà chà, ở tại Tư Gia luôn à. Đây các bạn coi này. Đây là một bức tranh được làm bằng những cái mảnh gốm này và được dán lên tường các bạn. Và bà ta đang nhìn thấy một bức tranh đẹp quá. Ôi trời ơi. Đẹp chưa? Đây. Các bạn ạ, bà ta đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy một cái tác phẩm tranh bằng gốm nha và dán lên tường như thế này. Đó, và hôm nay được chị Nhu giới thiệu cho thì mới biết là cũng có một cái loại hình nghệ thuật như thế này nữa, là gốm, tranh gốm dán tường. Và như bọn ta quan sát thì ở đây nó gồm là hàng loạt những cái bức gọi là những cái tấm, những cái mảnh gốm nhỏ các bạn. Đó, ghép lại thành một cái bức tranh lớn như thế này đây. Chị sản xuất những cái bức tranh như thế này cầu kỳ, chắc phải cầu kỳ lắm hả? Vâng. Mất rất nhiều là công đoạn từ làm đất. Vâng. Đất nó phải đủ tiêu chuẩn. Vâng. Xong rồi bắt đầu đắp, nặn. Tất cả đều làm bằng tay hết. Vâng. Đến khi thành cái sản phẩm này và làm màu rồi. Vâng. Bắt đầu mới đưa nó lên dán vào tường. À. Cho vào lò nung. Nung rồi mới dán. Nung rồi. Vâng. Mới xuất ra như này. Làm em đấy. Những cái này là tức là ngay em đang muốn tìm hiểu, tức là cái việc làm một bức tranh tổng thể này này thì có phải là làm hết một tấm lớn như thế này hay là làm hết một tấm lớn xong rồi cắt rồi cắt ra cắt. À. Đúng rồi. Nhưng lúc đấy cắt chắc là lúc đấy đất nó đang còn mềm chứ đúng không? Đúng rồi, đất còn đang còn mềm, tí nữa anh vào trong kia anh sẽ bị trải nghiệm. Vâng. Vâng. Đây là hay quá. Bây giờ đưa anh vào trong cái xưởng kia. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi với chị Nhu nhé. Chúng ta sẽ xem cái cách sản xuất một bức tranh gốm. Đây là xưởng sản xuất tranh gốm đây. Ở đây thì đây là chắc là các cái câu đối hả? Đúng rồi. Vâng. Các câu đối. Okay. Vâng. Đây. À nè, một cái bức tranh về một cô thiếu nữ đang ngủ à. Bốn cái tấm này nó có tên là gì chị? Xuân Hạ Thu Đông. Xuân Hạ Thu Đông ạ. Để mình đoán coi nào. Mùa xuân chắc là kia kìa. Mùa xuân kia đúng chị? Xuân. Xuân này, hạ này, thu này, đông này. Ở đây cái này để trang trí rất đẹp đấy nhỉ. Trang trí văn phòng này, trang trí ở nhà. Đúng rồi.
Rồi ở đây có một cái bức tranh bằng gốm và gọi là gì nhỉ? Vinh Quy Bãi Tổ, đúng không? Đúng rồi, ngày xưa là ấy này. Ngày xưa là ông này chắc là ông Thi Đỗ này, ông về đúng không? Còn đây là một cái anh kia, anh nhìn cô cô gái đang ngủ à. Cái tích mà kiểu như là chúng dưới trăng đấy, hai vợ chồng còn vợ đấy, khi anh em phát hiện ra là anh em đấy. Rồi. Chà. Đẹp quá chị. Đấy, còn sẽ còn đường cả đường. Vâng. Ồ, có một cái bức tranh rất là đẹp nha. Bức này nó giống như ở bên... Cái này nó giống ở Trung Quốc à? Sơn Thủy Hữu Tình. Sơn Thủy Hữu Tình à? Đúng rồi, à. Đẹp thế nhờ. Đây có những bức tranh nhỏ về phố cổ Hà Nội này. Đấy, người ta đặt đấy. Một bức mà to như thế này mà để giá này thì giá bao nhiêu chị? Giá nó theo tính theo mét vuông, mét vuông đó. 2,5 triệu đến 5 triệu một mét. Một mét vuông. Theo cầu của nhà. Cái này là hơn mét vuông chứ mấy đúng không chị? Cái này hơn được không? Chưa. Con ơi, con không cái có được giảm lại đâu. Cũng chắc chỉ hơn một mét. Vâng. Hay thôi lấy cho em một tấm phố cổ đi. Rồi em sẽ cái này em thích em lấy cái đó. Đây mình sẽ lấy một tấm này đã này. Em thì lại rất thích tranh ảnh như thế này. Bây giờ thì Potea đang có mặt ở tại làng nghề luôn nha các bạn. Và các bạn đang nhìn thấy ở đây không? Những cái đống đất này này các bạn này. Đây chính là cái nguyên liệu. Đây là đất sét. Đất sét để chuyên làm gốm. Làm ra những cái sản phẩm gốm là từ cái đất sét như thế này đây các bạn. Và đất sét này sẽ được lấy và đưa về để rồi nhào nặn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi theo chân của chị Nhu. Chị ấy sẽ dẫn chúng ta đi tìm hiểu về cách làm ra một cái sản phẩm về gốm nha các bạn nha. Đất như kia là các bạn đó được đưa vào đây để nghiền ra chị? Đúng rồi, xay. Ủa em thấy cái đất ở kia nó là đất dẻo, còn đất này là đất gì? Đây, cho vào để cắt kiểu đất trộn với nhau. Đấy. Xong rồi mới bắt đầu cho vào đây để hồ. Vâng. Cái hồ xong rồi mới bắt đầu ra thành cái đất. Rồi. Tất cả đấy là bình hồ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta đang ở phía trong của khu làng nghề nơi sản xuất các sản phẩm gốm sứ. Và các bạn nhìn thấy không? Đây là cái ngôi nhà đang được xây nè. Đó. Và ở đây rất nhiều ngôi nhà xây mới nha. Như vậy các bạn thấy đó, từ đất sét. À đây là một cái xưởng này. Và ta đang nhìn thấy ngói. Cái này là ngói à chị? Ngói đấy. À đây là một cái xưởng làm ngói này. Đấy, làm ngói. Ngói này gọi là ngói gì chị biết không? Gọi là ngói ngói âm dương à? Ngói này là ngói, không phải ngói âm dương, đây là ngói bò. À ngói trên ấy à. Ngói cái gì? Nóc đấy. Rồi. Ngói nóc. Đó các bạn thấy không? Từ cái đất sét mà trở thành các cái tòa nhà. Biến đất sét trở thành phẩm, đúng rồi. Còn đây là bắt đầu cái này là làm cốt đấy. Làm cốt để tạo ra những cái sản phẩm như là chậu này, lọ hoa này. Làm cốt là... tức là làm khuôn. Đúng rồi, làm khuôn. À. Rồi, chào chị. Đấy. Wow. Đấy, đi dạng chị ở kia mà quay. Ôi. Chị cái này chị đang làm cái khuôn tức là từng có hoa văn như thế này hả? Wow. Đấy, tạo lên đấy để làm ra một cái sản phẩm nổi đấy. Đây kìa, còn bàn tay vàng ở trong kia kìa. Đấy. À, tức là một cái khuôn mà phải làm bằng tay như thế này đây, ở phía trong. Đúng rồi. Chà chà. Đấy, từ cái công đoạn nhỏ để trở thành cái... Vâng. Này con, hay thì đi vào luôn, đi vào cùng đi. Hay quá nhờ. Em vào em tìm hiểu với nhá. Ôi rồi ơi. Ôi cầu kỳ nhờ. Đây là ông chủ này, kia là bà chủ đấy. Đây là ông chủ đây. Chào, em chào anh nhá. Rồi. Vâng. Hay quá nhờ. Ôi, con chừng vướng nha con. Đấy, rồi. Thấy chưa? Chân lại bẩn rồi nhá. Lần này thì không có xoa được đâu. Không phải là làm nghề. À để làm ra một cái đĩa như thế này thì anh sẽ phải làm từ cái khuôn như thế này. Đó. Vâng. Wow.
đừng có nói là anh đang vẽ từng cái nét này nhá. Đúng rồi. Cô đang vẽ thật đó hả? Đúng rồi. Lừa anh. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, các bạn ơi, mình hôm nay mình mới được tận mắt chứng kiến này. Thì mình cứ tưởng kia có khuôn sẵn rồi, bằng ngay là bây giờ phải tạo ra bằng tay nha. Chứ không có phải là máy móc gì ra đâu nha. Ai chà. Đấy, lúc đấy là từ chị nói với em từ đất đấy. Ừ. Ừ. Nhưng mà đây là khuôn chứ. Đây từ đất xong rồi cái này đất xong mới đắp lên đấy. Đắp lên đây. Đấy rồi bắt đầu tạo ra cái khuôn xong mới làm được ra rất nhiều công đoạn mới ra tới cái đĩa kia. À, rồi em hiểu rồi. Khủng khiếp nhỉ. Đây này em nhìn. Dã man nhỉ. Đấy. Hai cái này là cái hay là làm trang trí cho nhà này. Đúng rồi đấy. Đây. Đây là một cái sản phẩm nó gọi là gì em nói? Phục Hưng. Phục Hưng. Em xem ấy ở Ý đâu mấy anh thứ đấy, cái dòng này đúng không? Vâng. Pháp là cái dòng có cái trên các cái ấy, cái trang trí rất là nhiều. Vâng. Trên trong các cái tòa nhà đấy đúng không? Ờ, trong tòa nhà. Vâng. Cái này là khuôn hay là sản phẩm rồi anh? Đây là mẫu. À đây là mẫu rồi. Rồi. Đấy bây giờ mình chỉ lướt qua thôi, xong vâng. Hôm khác mình sẽ có tùy thời gian. Đúng rồi, chắc phải không có thời gian đâu. Chắc phải hôm nào em phải xin phép anh xuống đây để tìm hiểu nhiều hơn nữa anh nhá. Ok. Vâng. Thôi em xin phép các anh. Vâng, chào các anh nhá. Xuống vào nước trà. Em lại không hút thuốc. Em xin phép được đi nhá. Vâng. Đi vậy con. Con chào các bác đi. Rồi đi. Thật sự là em muốn quay lại cái quá trình này cơ. Này, trời ơi, đây em thấy kỳ công quá nhờ. Ơ, cái khuôn này là làm từ cái gì chị? Cái khuôn này này. Thạch cao. À, là thạch cao. Vâng. Xong rồi để cái bình thì mình lại đổ, mình đổ một lớp đất sét qua hay như thế nào chị? Để làm ra một cái thành phẩm ấy. Người ta đổ hồ ở đây ra thành cái mặt hàng, cái hàng ấy. Cho lò lùng. Tức là đổ cái gốm vào cái gì đúng không? Đúng rồi, à, rồi. Thành cái hình nó giống như này này. Em hiểu rồi. À, tức là chị đang làm cái khuôn để làm thành cái hành cái hoa văn bên ngoài. Chà chà. Hôm nay em mới biết là cầu kỳ như thế nhở? Em còn thấy nhiều cái cầu kỳ hơn nữa cơ. Chà chà. Đây là một cái xưởng nữa nha các bạn. Đó, và chúng ta đang được thấy là làm cái khung, cái khuôn. Đây là xưởng khuôn cốt. Khuôn cốt. Rồi, gọi thuật ngữ chuyên môn là khuôn cốt. Rồi em chào các anh nhá. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi với chị Nhu. Đi vào tận trong khu làng nghề. Hôm nay là được mục sở thị cái việc là tạo ra các sản phẩm gốm luôn. Đây anh quay cái này. À đây, tranh gốm Hà Chuyên. Đây là nghệ nhân Phạm Hà và Gia Lâm Hà Nội. Đây để có một bức tranh như thế là đắp từ đất này lên như thế này đây. À đất đây. Ui trời ơi, cầu kỳ chưa này? Tất cả cái này đều làm bằng tay hết. Wow. Toàn bộ những sản phẩm đều làm bằng tay. Rồi các bạn ơi, các bạn hãy nhìn cái bức tranh này đi các bạn. Đây này, đây là đất nha. Toàn bộ đây là đất và đất sét là chị ha? Đúng rồi. Đất sét đỏ à chị? Đúng rồi, đất đỏ. Đây là đất đỏ. Ô mấy cái hoa văn này là mình cũng làm bằng tay luôn á? Làm bằng tay hết. Wow. Tay. Toàn bộ các hoa văn này được làm bằng tay hết này các bạn này. Mình được cảnh báo là phải sờ nhẹ nhẹ thôi. Tại vì đây là đất nó đang còn nhão các bạn, nó đang còn mềm á. Đó đây là mới là làm bằng đất thôi nhá. Rồi sau sau đó thì làm gì nữa chị? Bước sau, tiếp theo. Sau đó bắt đầu mình sẽ chuốt lại và sẽ để cho nó khô. Vâng. Phơi cho nó khô. Vâng. Phơi khô rồi bắt đầu mình sẽ làm phun màu lên rồi sẽ vẽ. Tức là đầu tiên làm một cái tảng đất này luôn. Đúng rồi. Sau đó thì mình mới bắt đầu là mình mới vẽ. Mình mới tạo hình như thế này. Đúng rồi. Rồi vâng. Cho nó khô. Sau đó thì mới cắt. Đúng không ạ? Đúng rồi, xong cắt ra. Là từng mảnh một xong rồi ghép vào cái tường như là cái sản phẩm các bạn đã thấy. Vâng. Ở ngoài cái tường ngoài nhà mình đấy. Vâng vâng. Ok. Hơi bị ngạc nhiên luôn các bạn ạ. Làm ra một cái bức tranh để mà dán lên tường các bạn. Là bắt đầu là bằng những cái tấm đất nè các bạn. Phủ điêu đây này. Phủ điêu làm bằng hoa sen. Bức phủ điêu. Bức to như này để làm bức phủ điêu to như này phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều cái nó bị hỏng mới lấy được một cái bức nó hoàn chỉnh. À. Em tưởng kia là khuôn rồi thì mình cứ vậy mình dập khuôn vô thôi. Không phải, không
quả như như em nghĩ đâu. À. Tại vì khi mình cho vào khuôn thì nó sẽ như thế này. Vâng. Cả sản phẩm nó càng to thì nó càng dễ dễ nứt và vỡ. À, chứ không phải là cứ có khuôn là ra. Có khuôn là đổ ra hàng đâu. Càng to thì làm sẽ càng khó. Vâng, em hiểu rồi. Mình cứ tưởng là cứ có cái khuôn như kia này các bạn kìa, là đổ đây đất là vô là ra. Bình hút lọc đây. Đấy. Bình gì ạ? Bình hút lọc. Bình hút lọc. Tài lọc mà nha. À. Đấy, còn đây là này, xưởng sản xuất nhá, không nhiệm vụ mến vào này. Hôm nay chúng ta được vào tận xưởng sản xuất để xem các bí mật này. Bí mật để sản xuất gốm và tranh gốm đây. Cái này là cái bồn gì đây anh? Đấy là đấy để gánh hồ, một cái hồ cái đất lúc nãy làm ra xong người ta cho sút rồi cho các à tức là gọi là hồ, tức là cái mà làm gốm đấy. Để cho à đây chính là cái nguyên liệu làm gốm này các bạn này. Là được đánh ở trong một cái bồn như thế này đây. Rồi. Đây. Đấy. Đây lò đang chuẩn bị vào đây là cũng canh đã được vào lò rồi. Đây là vào lò, là cái lò đây á chị. Cái lò đây. Đấy để làm cái chanh kia đấy, sau khi làm thì cho vào trong lò kia như thế đấy. Vậy thì mất khoảng bao lâu thì mới ra được một cái lô chanh như thế này chị? 3 ngày. 3 ngày thì ra một chuyến lò. 3 ngày mới ra hả? Vâng, tại vì nó sẽ được đốt trong khủng khiếp vậy. 1300 độ. Thì ra nên cái sản phẩm này nó sẽ bền lắm thời gian. À. Thì ra là đất rồi mọi thứ thành phẩm xong đây. Vẽ xong rồi lại phủ một lớp men ở ngoài. Phải phủ một lớp men. Xong rồi khi sau khi nung thì nó sẽ thành những cái màu đẹp như thế đấy. À, đợi, cái này là đã vẽ chưa? Đã vẽ rồi. Vẽ rồi. Xong hết cả rồi, người ta mới phun men các thứ rồi. Phun men lên đây để mà cho nó bảo vệ đúng không nhỉ? Đúng rồi. À, rồi đưa toàn bộ cái này vào cái lò này. Đúng rồi. Trong vòng 3 ngày. Em thấy lò này bằng bằng điện chứ không chị, hay là bằng gì? Bằng ga. À bằng ga hả? À đúng là bằng ga cả. Cái bức tranh này là ga rất là lâu luôn. Ga bằng ga. Đây này đi. Rồi, bây giờ mình đi này. Đây bức phù điêu này là đã làm xong rồi. Vâng. Đây là những bức phù điêu, lá xe gì, hoa sen, trà, đây, 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 bây giờ xem cái bức này. Cái bức này là cái bức là ban đầu là bằng đất này, sau đó là phải vẽ lên, phải vẽ bằng chì. Đâu, đây là đúng không? Đây này, bằng chì này, đang vẽ lên này, rồi sau đó mới đắp này. Vẽ lên như này, xong rồi bắt đầu mới vẽ màu lên. Trà, trà, trà. Đấy. Kỳ công nhỉ? Làm qua rất nhiều công đoạn đấy. Và đây là cái nơi để mà tô màu này. Đấy, vẽ lên những cái sản phẩm đây này. À. Đây, đây chúng ta đang ở trong bức, nó rất là lớn như là nhà mình đã từng làm một cái trung tâm vũ trụ là làm bằng tranh mà tranh vẩy cá đấy. À. Tranh đấy đấy. À, Pata hôm nay là đang ở trong cái xưởng để hơn. Sản xuất và các bạn đang thấy rằng là để tạo ra một bức tranh phải qua rất nhiều cái khâu, cái công đoạn. Và đây là cái công đoạn là trang trí cho bức tranh này, hay là gọi là vẽ bức tranh này. Đó là ở đây. Vẽ này hoàn toàn là bằng cái gì gọi là màu. Gì? Màu. Màu men đúng không chị? Màu đấy là màu cô men, cô ban, rồi là các loại hóa chất đấy. Vâng. Đó, để vẽ lên đất sét. Rồi sau đó bức tranh sẽ được đưa vào trong cái lò như kia. Cái lò như thế này mà phải đưa cả lô ấy chị nhờ. Đúng rồi, mỗi lần là phải chờ lô. Đúng rồi. Rồi chờ lô à, sau đó thì mới nung trong vòng 3 ngày thì mới ra được bức tranh cầu kỳ nhờ. Rồi đó, và các bạn đang được một sở thị, một xưởng sản xuất gốm sứ đó, và đặc biệt đây là tranh gốm sứ nha các bạn. Cầu kỳ nhỉ. Chính ra cái nghề này cũng là một cái nghề mà vất vả đấy chứ. Nghề này vất vả phết đấy. Suốt ngày với đất cát nhỉ. Anh. Vâng. Suốt ngày với đất, với cát, với mọi thứ. Con chào bác đi con. Con chào bác nha. Rồi, chào anh nhá. Chào anh nhá. Rồi. Rồi. Hôm nay thì được chị Nhu ở tại cửa hàng gốm sứ Hà Chuyên dẫn đi và được tìm hiểu về cách làm ra một sản phẩm gốm, cũng như là cách làm, đặc biệt là cách làm ra một cái bức tranh như thế này, thì quá là kỳ công luôn. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về những cái tác phẩm nghệ thuật này và muốn sở hữu nó thì các bạn cứ gọi điện cho chị Nhu nhé. Ở đây. À, rồi hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều, hôm nay đã dẫn em đi vào, không những là giới thiệu về sản phẩm của mình này,
và dẫn em vào xưởng sản xuất để tìm hiểu cái quá trình, các cái công đoạn để làm ra cái sản phẩm đó. Và thật sự là một chuyến đi rất bổ ích. Trời ơi, đi đến đây được chị dẫn đi, bây giờ về còn có quà nữa. Cái gì đây chị? Bình hoa cổ đấy. Đây các bạn này, là một bình hoa mình được tặng, được chị Như tặng cho một cái bình, một bình hoa ha. Rồi rồi, em cảm ơn chị nhá. Bắt tay chị đấy nhá. Lại em. Dạ vâng. Rồi, và bà ta xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với bà ta trong cái hành trình này, và rất mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà ta trong những hành trình tiếp theo. Và đừng quên là các bạn chia sẻ những ý kiến của mình bằng cách comment ở phía dưới video clip nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.